Sáng nay, Quận ủy Hải Châu hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kết luận số 60 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển quận Hải Châu, đồng thời đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đánh giá, qua 1 năm thực hiện kết luận 60 của Ban Thường vụ Thành ủy, các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực đã được quận cụ thể hóa và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được tăng cường. Hệ thống chính trị quận và cơ sở được quan tâm, chỉ đạo kiện toàn kịp thời, đúng quy định, nhất là trong điều kiện thí điểm chính quyền đô thị. Về tình hình 6 tháng đầu năm, mặc dù còn chịu ảnh hưởng bất lợi từ dịch bệnh, nhưng quận ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp. Các lĩnh vực kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt khá so với dự toán. Công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được quan tâm, tích cực chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quận. 6 tháng cuối năm, Quận ủy Hải Châu đề nghị các tổ chức cơ sở đảng rà soát bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội của chi đảng bộ mình để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đôn đốc thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.